Sorry. Sau xe là anh ngồi bên này đúng không? Cái này. Em bỏ giúp anh lên để giùm luôn đi. Tại vì cả hàng ghế không thấy có ai, chắc anh ngồi luôn anh ngủ trên này luôn á. Để bắt anh ơi. Trời, cả hàng ghế mà có một mình nè. Hàng số 6 nha. Đây. Gần phi công nè. Thích đi ghét ghét gì mấy em dễ thương. Ôi về Nha Trang rồi. Tạm biệt cảng hàng không quốc tế Vinh nè. Cảng hàng không quốc tế Vinh. Vinh chuẩn bị về Nha Trang rồi, chuẩn bị Sài Gòn nha. Lại tiếp tục làm clip nha. Trời đi đi Covid nè. Covid trống nè, coi nè, vé trống nhiều lắm mọi người ơi. Trống nha, coi nè. Kho hàng cửa hàng số 6 của mình nè, hàng số 6 nè. Nguyên cái hàng số 6 mình là bao trọn số hộp xô nè. Tắt chuẩn bị tắt. Anh ngồi giữa cũng được. Ngồi giữa anh đổ lên dây bật hết ghế lên ngồi nghỉ. Đợt sau mình sẽ trải nghiệm bay bằng bamboo. Chưa bao giờ bay bamboo á nha. Hiện bay toàn là bay Vietjet với lại bay Vietnam Airlines. Về Vinh thì có Vietjet tại Pacific. Nói chung là có chuyến nào bay được thì bay, giá hợp lý thì bay. Nhưng mà không nghĩ là coi đường sau thì hạ đông thế này nè. Vì ngồi này xe lắm, xe tít một hơi ấy. Nhưng mà ngồi trên này thì thích này. Đây. Thích tiếp viên của Vietjet á, dễ thương, chân dài, mặc quần sọt. Nói với mọi người đó, con trai mà không có ngắm gái hay đàn ông không ngắm gái là coi lại nha. Là ngắm gái thì bị nói là biến thái, biến thái làm cái gì đó mới là biến thái. Còn ngắm gái thì ta kêu là gì? Trời sinh cây sinh trái, sinh giống đực giống cái, gà trống gà mái, con trai con gái. Và phải đàn thì phải ngắm gái. Đấy. Trời ơi, chống khủng khiếp lắm mọi người. Covid dịch xong đi chuyến này mà bay từ Vinh về Nha Trang nè, coi như là đường sau thì đông nè. Đó, đường sau xe cách thì ngồi ghế số 6. Xa lắm. Còn dài đường, dãy dài đường sau nè. Nó nói chuẩn bị đeo khẩu trang, quay một tí xíu thôi. Lúc chưa cất cánh thì mình được quyền quay, chứ còn khi mà chuẩn bị thì mình tắt. Vi phạm luật hàng không. Luật hàng không phạt nặng đấy. Giờ là họ phạt cũng nhiều đấy. Hình như máy bay nó di chuyển thì chắc cũng không bị tắt thiết bị rồi. Để dịch tiếp viên nhắc nhở nữa. Thích đó, là mọi người nhìn này. Đó. Hôm sau mình sẽ trải nghiệm bamboo bằng bay hạng thương gia nha. Tại bay Việt Nam Airlines hàng thương gia thì dễ rồi, nhưng mà bay thử bamboo nghe người ta đồn là bamboo bay cũng chất lượng lắm. Hiền cũng có cái mới cài dây lại luôn. Cắt dây lại em. Mà 40 phút, 45 phút mới hiền vào Nha Trang rồi. Công việc thì chắc mang cái ngày nữa. Sẽ quay ra lại Vinh. Khí hậu Vinh nóng lắm, hầm lắm nha mọi người nha. Mình phát video clip này trong lúc máy bay đang dừng nha. Máy bay chưa khởi động nha. Là mình tắt, mình không có vi phạm luật hàng không đâu. Hay là mình được khi nào mà
bên các tiếp viên nhắc nhở khán đài an toàn và chuẩn bị cởi ra đường băng thì mình sẽ tắt. Đấy, do đó là mình thứ hai là mình ngồi trên này thì nó trống trống, chứ nếu mà đông thì mình quay đụng vướng người khác. Không nghĩ là du lịch Việt Nam này nó gặp Covid là nó ế đến nỗi mà khách máy bay khuyến mãi và tùm lum tà la các chương trình như Việt Nam Airlines vừa rồi cả nhà mình bay rất là rẻ luôn. Mọi người có tin rẻ hơn giá Việt Nam Airlines bay còn rẻ hơn Vietjet á. Mọi người không tin đâu, có cũng có chí. Còn đợt tới thì mình ra Sài Gòn là bay Bamboo. Thôi nói chung là cho mọi người trải nghiệm cái cảm giác bay mà Vietjet mà nó trống thế này. Nó trống thế này mà nó thoải mái thông thả. Và một em tiếp viên hàng không Philippines nha mọi người, đã thấy là mình lấy cái danh thiếp mình gửi cho nên chứ giờ mình nói tiếng Anh nói tiếng Anh mà người ta nói mỗi miệng mình nói mỗi tay. Thế là mình quảng cáo nó, để tối giờ nó xem kênh của mình. Ê thế này là mình có đồng hương này nè. YouTuber. YouTuber. Okay. You. Malaysia. No, Philippines. Philippines. Oh. Chị ơi ngồi xuống. You are photographer. Later. Oh, đây là mình xin nó chụp tấm hình với nó. Nha mọi người nha. Rồi mình tưởng là Việt Nam nó không nói được tiếng Nam. You are Vietnamese, nó nói tiếng Anh. À, thế là từ hôm nay chuyến bay này là hiện bay chuyến bay này là trên này là tiếp viên của là cô bé này là người Malaysia. Đây đó mọi người. Nó nói chuyện với mình tưởng nãy giờ là người Việt Nam. Nó rất nhiệt tình nha. Mình nghĩ chứ không phải tới Việt Nam mình nói đụng chạm cho nhiều em bé cảnh này nè, để đỡ mình xin chụp hình với em bé này. Nhu. Để xem là lên tí. Mình chưa nổi tiếng nhưng mà mình vợ mình nói chứ khi nào ước mơ của em là tiếp viên hàng không. Cái này hôm nay là Hiền sẽ nói và nói sau khi khách vô đông á, mình sẽ chụp hình với lại một em tiếp viên hàng không người Philippines. Chú ơi nè, thấy chị rất dễ thương nè. Chú đỡ cái giỏ lên giùm mình nặng á, nói người Philippines chứ không phải người Việt Nam. Tiếp viên Philippines. Chú ơi nặng á, chứ đâu có nói tiếng Việt hết được đâu. Hiền đang bay trên cây Vietjet nha. Hàng ghế của Hiền là hàng ghế số 06 nha mọi người. À đúng rồi. Ba bông. Đây đang ở cảng hàng không quốc tế Vinh nha. Sau mình sẽ ra Vinh bằng Vietjet luôn. Đấy. Nhưng mà vào Sài Gòn thì quay cô ấy Philippines hướng dẫn Hiền Philippines, người Philippines nhưng mà nói tiếng Việt Nam lớn lớn và rất là lịch sự, và Hiền sẽ chụp hình. Mình không có tán ăn, mình sẽ làm quen với cô bé Philippines này. Nhưng mà đang bay mà không tắt máy bay, quay nhanh nhanh nè, vi phạm luật hàng không á. Mọi người đang thấy cô bé Philippines này. Hiền sẽ hôm nay làm quen với tiếp viên của Vietnam Airlines nè, rồi Jetstar Pacific thì cũng làm quen. Nhưng hôm nay Hiền sẽ chụp hình làm quen kỷ niệm với một cô bé mà tiếp viên hàng không người Philippines nha cả nhà nha. Nhiều khi á, đôi khi bất đồng ngôn ngữ hoặc lạ đôi khi nó còn lịch sự khách sáo hơn, đúng không? Chứ mà đôi khi người Việt Nam mình á, nhiều khi á, có nhiều người nhiều bé á, nó đẹp mà nó chảnh á, thành ra đôi khi mình sẽ trong thời gian mình sẽ đợi đến thì mình cũng tán dắt một chút trên máy bay. Thì lúc này thì được, không có phải là mình dùng điện thoại và
ví dụ xong mình tắt lại chế độ máy bay nha, để là mình được quyền chụp hình được, xin hỏi được, chụp hình được. Đây, hello, what's your name? Oh, đang quay luôn, quay luôn. Đây, chụp hình nè. Đây là mình giới thiệu nha, đây là tiếp viên hàng không của Vietjet Philippines. À, người Philippines nha, nhưng mà không được khẩu trang, có nghĩa là giờ là khẩu trang xấu. Nhưng mà cũng đẹp nè, mọi người nhìn nè, đẹp nè, đấy, ok. Thôi, đây, tắt chụp hình nha. Dạ đây.